xám thập phương. Mười phương chư Phật ba đời, Di Đà Bậc Nhất chẳng rời quần sanh. Sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã dành vô biên. Nay con dâng tấm lòng thiền, quy y với Phật sám liền tội căn. Phước lành con có chi chăng, ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây. Nguyện cùng với bạn tu đây, tùy thời cảm ứng hiện ngay điểm lành. Biết giờ biết khắc rõ rành, lâm chung tận mặt cảnh lầm Tây Phương. Hãy nghe chánh niệm hơn thường, phán sanh lạc quốc đồng nương hoa vàng. Hoa nở thấy Phật rõ ràng, thoát vòng sanh tử độ an muôn loài. Phiền não vô biên thề dứt trừ, pháp môn tu học chẳng còn dư. Chúng sanh nguyện đổ bờ kia đến, Phật đạo cùng nhau chứng trí như. Hư không cõi nọ giàu cùng, nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên. Không tình cũng có đồng nguyện, trí mạng của Phật đồng viên đồng thành. Sám Phổ Hiền. Nay con lại nguyện tu hành, Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn. Một là nguyện lại Thế Tôn, hiện thân trước Phật hết lòng kính tín. Hai khen Phật đức rộng thinh, lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca. Ba là sám đủ hương hoa, trời ban bảo cái dân ra cúng dường. Bốn vì mê chấp lầm đường, tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn. Năm suy công đức vàng muôn, của phàm của tánh con đồng vui ương. Sáu khi Phật chứng thượng thừa, pháp màu con thỉnh cúng vừa truyền trao. Bảy lòng chẳng chút lãng sao, cầu chính chư Phật chớ vào vô dư. Tám thường tu học đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lập con. Chính thề chẳng dám mỏi mòn, dắt gì mọi loại điều tròn pháp thân. Mười đem tất cả công huân, mọi loài cùng hướng pháp trần cùng vui. Mười điều nguyện lớn nguyện rồi, nguyện về cực lạc nguyện ngồi tòa sen. Sám Di Đà. Muốn đi có một đường, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên hãy niệm Di Đà, danh sáu chữ thật là rất cao. Hay trừ tám vạn trần lao, tham thiền quá
cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Xét ra từ kiếp đã lâu, hiểu là pháp tạng tỳ kheo đó mà. Trong khi ngài mới xuất gia, 48 nguyện phát ra một lần. Nguyện nào cũng lắm oai thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh. Vì thương thế giới bất bình, nên chỉ đầu Phật mà đành bỏ ngôi. Thầy là bảo tạng Như Lai, bạn là bảo hải tức ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc ban. Mở ao chính phẩm sen vàng, xây thành bát bảo đổ đàn thất trân. Lưu ly quả đông sáng ngần, lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới cả ngày đêm, có cây rất bão, có diêm rất kỳ. Lạ lùng cái cảnh Tây Phương, phương cõi Phật cảnh nào cũng thua. Quang vui vẻ bốn mùa, nước reo pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà có thể một lời, mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh. Mười phương ai phát lòng thành, nhất tâm mà niệm hồng danh của ngài. Hằng ngày trong lúc hôm mai, niệm từ tiếng đến rầy 300. Khi đi khi đứng khi nằm, chuyên trì niệm Phật lòng chánh phát nguyện. Nguyện sanh về cõi Bảo Liêm, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường, thì ngài phóng ngọn hào quang rước liền. Biết bao phước đức nhân duyên, đã về cực lạc còn phiền não chi. Sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả ngày ngày vui chơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Chúng con sám hối khẩn cầu, nguyện về cực lạc hồi đầu Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi hướng trì tụng kinh thâm diệu, tạo công đức vô biên. Đệ tử xin hồi hương cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền. Phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Nguyện sanh về tịnh độ, sen nở thấy vô sanh. Chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành. Nguyện dứt hết phiền não, cho trí huệ phát sanh. Cho tội chướng tiêu tan, quả giác ngộ viên thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.
cô hay sao?